Rất nhiều người bây giờ đang rất muốn nổi tiếng trong chuyện giang hồ, đang rất còn muốn làm cái chuyện bậy bạ ngoài xã hội. Thì nếu mà những người nào mà có chút hiểu biết một chút thì hãy nhìn gương bọn em cả năm. Đến tầm cỡ như anh Năm nhé, quyền lực kể cả về chính quyền, kể cả về giang hồ có đầy đủ trong tay hùng mạnh như thế mà còn phải trả giá với hành động làm sai trái của mình. Rồi đến như bọn em đấy, cũng một thời oai hùng, thế đến giờ đâu có cái gì đâu. Thế nên là những người đấy cứ nhìn gương bọn em này mà sửa đổi, từ bỏ em, là thật lên từ bỏ em cất 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 cất